Nói chung là đầu tư bao nhiêu thì cũng về đưa vợ hết. Không biết là Ồ. lên hình, không biết mắt có thâm không, dạo này cũng phải. Vẫn ngủ chăm con. Bây giờ cũng có rất nhiều hình thức để đầu tư, ví dụ như là các cái quỹ đầu tư tín thác về bất động sản chẳng hạn. Dạ. Cái này là một cái hình thức mà mình nghĩ rằng là nó cũng là win-win giữa cả các cái nhà đầu tư cá nhân cũng như là những cái tổ chức mà phát Phát triển triển bất động cái sản. bất động sản. Anh hãy cho bọn em ba mã chứng khoán mà bọn em có thể để ý đến trong thời gian tới. Nếu mà gọi là ba chữ cái là bây giờ tặng anh em thì chắc là có Xin chào các bạn đã quay trở lại với tập mới nhất của chương trình The Money Date. Mình là An, host của chương trình. Ngày hôm nay chúng mình mời đến chương trình một người có thể nói là vị khách mời đầu tiên của The Money Date mà thực sự là đã làm trong ngành tài chính lâu năm rồi. Cho nên là An rất là háo hức để được tìm hiểu xem cái quan điểm của anh về tiền bạc như thế nào. Thì không để chờ lâu hơn nữa, chắc là em sẽ để cho anh Phan Linh nhìn vào máy camera và tự giới thiệu bản thân. Có một cái thử thách nho nhỏ cho anh, đó là trong cái phần giới thiệu này thì anh có thể dùng chữ tiền ở trong đó được không? Xin chào tất cả các bạn, mình là Phan Linh, là founder của công ty Take Profit Investment Holding. Và hiện nay thì mình cũng đã làm ở trong thị trường tài chính được khoảng 13 năm. Và nếu như mà để giới thiệu về mình liên quan đến tiền thì mình là một người rất yêu tiền, rất thích tiền. Nhưng mà với mình thì tiền cũng không phải là một thứ mà quan trọng nhất. Nó cũng là một cái công cụ thôi. Thì hôm nay cũng rất là vui được đến với chương trình Money Date của Vietcetera để chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái chủ đề mình cũng rất là mong muốn mình được chia sẻ một cách rộng rãi. Để đúng theo cái format của chương trình từ trước đến giờ thì chúng mình sẽ cùng ngồi nói chuyện về tiền bạc và ngồi chơi game luôn. Thì hôm nay em có bật một cái game nó tương tự như là Tetris hồi xưa, trò xếp hình hồi xưa mình hay chơi ạ. Nhưng mà trò này thì nó sẽ có tính cạnh tranh hơn một chút. Và để mở đầu chương trình thì chắc là mình khởi động một chút. Em cũng muốn gần như là kiểm tra kiến thức tài chính của anh một chút qua một cái phần gọi là hỏi nhanh đáp gọn. Ở phần này thì em sẽ hỏi những cái câu hỏi nó rất là nhanh thôi, thì anh cũng cố gắng trả lời một cách nhanh nhất có thể, ngắn gọn nhất có thể. Câu hỏi đầu tiên, Einstein đã từng nói kỳ quan thứ 8 của thế giới là gì ạ? Lại kép. Ở thời điểm hiện tại, lúc mà chúng ta đang quay chương trình đây, mã cổ phiếu ngân hàng nào đang có giá cao hơn, VIB hay là VPB? VPB. Đáp án đúng là VIB. Lạm phát là gì và tại sao chúng ta cần quan tâm đến lạm phát? Lạm phát là sự mất giá của đồng tiền, và nếu mà chúng ta mà không quan tâm đến lạm phát thì chắc chắn là kể cả ngồi yên thì chúng ta cũng vẫn mất tiền. Thế là mình mất tiền rồi đây. Đầu tư bất động sản hay chứng khoán ở thời điểm hiện tại? Mình nghĩ là chứng khoán. Anh Linh có biết quỹ tín thác đầu tư bất động sản nghĩa là gì không? Theo mình hiểu thì quỹ tín thác đầu tư bất động sản là một doanh nghiệp họ muốn huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân khi mà họ không muốn huy động vốn từ ngân hàng hoặc là những cái định chế tài chính, thì họ có thể là phát hành những cái chứng chỉ quỹ của một cái quỹ tín thác bất động sản để huy động từ những nhà đầu tư cá nhân. Ừ. Nếu mà bây giờ có một người thân cho anh 40 đến 50 triệu đồng, anh sẽ phân bổ cái số tiền đấy vào đầu tư như thế nào? Tức là họ cho anh một cục tiền và họ nhờ anh đi đầu tư. 40 triệu mình sẽ gửi tiết kiệm hết. Gửi tiết kiệm hết luôn. Gửi tiết kiệm hết. Thực ra là góc nhìn của mình thì có lẽ rằng cái thời điểm nó sẽ khá là quan trọng, và giai đoạn này thì mình sẽ chờ thời cơ. Có thể nó sẽ khoảng độ tầm 6 tháng, 1 năm nữa thì khi mà mọi thứ nó sẽ ổn hơn thì mình sẽ nghĩ đến câu chuyện về đầu tư bất động sản hoặc là chứng khoán. Câu hỏi cuối đó là bây giờ anh trúng xổ số 100 tỷ đi. Nhiều hơn con số 40 50 triệu rất là nhiều thì anh sẽ làm gì với số tiền đó? Mình sẽ đầu tư, mình sẽ phân bổ ra làm những cái tài sản là phi rủi ro, đâu đấy nó sẽ chiếm khoảng độ tầm 50%. Còn lại 50% còn lại thì mình sẽ đầu tư vào giải ngân vào bất động sản và chứng khoán. Sau khi đã khởi động bằng một phần kiểm tra kiến thức tài chính rồi thì bây giờ chắc là mình sẽ đi vào cái câu chuyện cá nhân của anh hơn đi. Thì phần đầu tiên của chương trình bọn em muốn tìm hiểu xem là cái cách mà anh kiếm tiền như thế nào. Ở đây có thể là kiếm tiền qua cái những cái công việc cá nhân của anh hoặc là qua những cái công việc mà anh làm với các công ty từ trước đến giờ. Thì câu hỏi đầu tiên của em đó là anh còn nhớ cái công việc đầu tiên của anh là gì không? Trong sự nghiệp của mình. Công việc đầu tiên Công của việc anh. đầu tiên và cái mức lương đầu tiên của anh.
công việc đầu tiên của anh thì đấy là làm trong cũng là làm trong một công ty chứng khoán. Và thời điểm đấy thì anh làm bộ phận dịch vụ khách hàng, tức là gần như là chăm sóc khách hàng. Thời điểm đấy thì lương của anh rất là thấp, đâu đấy mới ra trường nhưng mà cũng chỉ khoảng 4 triệu thôi. Và nhưng mà được cái là anh làm trong môi trường đó thì anh học được khá là nhiều, đặc biệt là về cái việc là chăm sóc khách hàng. Đấy, thì anh cũng có những cái bước khởi đầu nó cũng khá là thuận lợi, và anh coi đấy là một cái bước đệm để mình có thể phát triển xa hơn ở lĩnh vực tài chính này. Đấy là năm bao nhiêu anh nhỉ? Năm đấy là 2011. 2011. Tức là gần như là ra trường một cái là anh gắn bó với ngành tài chính luôn ngay từ lúc đấy. Đúng rồi. Nhưng mà từ cái hồi mà anh đi học hoặc là từ cái lúc mà trước khi anh học ấy thì cái mối quan tâm của anh với ngành tài chính nó đã cũng phải có rồi đúng không? Đúng rồi. Thực ra thì mình cũng khá là thích tài chính. Mình thì học của một trường tài chính và cũng học về lớp chứng khoán. Ra trường cái thì lại cũng có duyên làm về lĩnh vực chứng khoán luôn. Dạ. Thế nên là mình cũng tìm hiểu từ chứng khoán từ thực ra là từ năm thứ hai của đại học là mình cũng đã đi kiến tập ở các công ty chứng khoán rồi. Dạ. Cái thời điểm đó cái thị trường chứng khoán so với bây giờ anh có sự so sánh như thế nào không? Thực ra là thị trường chứng khoán thời điểm đó thì nói về mặt quy mô thị trường thì vẫn còn rất là bé. Thời điểm này mà nếu mà chúng ta nhìn thấy trên thị trường có những phiên giao dịch cả tỷ đô, nhưng mà thời điểm đấy mà anh em làm trong nghề cũng chỉ ao ước là có những phiên giao dịch khoảng 500 tỷ một phiên thôi. Dạ. Nên là hạnh phúc lắm rồi, là rất là vui rồi. Nhưng mà thời điểm này là có những phiên giao dịch 1 tỷ đô, thậm chí là hơn. Cái hồi mà em còn bé thì cái lúc đấy cái thị trường chứng khoán hầu như đó là cái sân chơi cho những người mà cũng phải có tuổi một tí rồi, hoặc là họ có một cái nguồn vốn tài chính gì đấy cũng khá là mạnh mẽ. Còn bây giờ thì em thấy các bạn trẻ bây giờ chơi chứng khoán, đầu tư các thứ cũng nhiều. Đúng là giai đoạn vừa rồi thì khi mà chứng khoán có 2 năm bùng nổ thì bản thân mình là mình thấy là có rất nhiều những bạn trẻ quan tâm đến thị trường, họ đăng ký học những cái khóa học về rất là thực chiến, rồi thì rất là chịu khó để có thể là tìm hiểu một cái lĩnh vực mới liên quan đến đầu tư và tiền bạc. Nó khác hồi xưa. Hồi xưa thì đúng là như An nói là đa phần là các nhà đầu tư thì là cũng có tuổi rồi, kỳ cựu có vốn. Bây giờ thì cũng chỉ cần số vốn nhỏ các bạn cũng có thể đầu tư được rồi. Nhưng mà cái đấy nó cũng sẽ đem lại nhiều rủi ro hơn đúng không? Nói là nhiều người nói là chứng khoán là đánh bạc thì thực ra là nghĩ nó là đánh bạc thì cách tiếp cận của bạn ấy vào thị trường nó cũng đã là một cách tiếp cận của đánh bạc rồi. Thế còn nếu như thực sự mà chúng ta tiếp cận nó theo cái cách là chúng ta thực sự đấy là một kênh đầu tư thì chúng ta sẽ có cái hướng để chúng ta đi theo cái hướng là đầu tư. Mà thực sự là lấy một cái ví dụ như chẳng hạn mà nếu mà bạn chẳng may bạn đu đúng đỉnh của mua cổ phiếu Vinamilk năm 2007 thì chẳng hạn, thì đến ít nhất là sau 10 năm, khoảng đến 2018 thì Vinamilk, kể cả mua đúng đỉnh thời điểm đấy thì đến thời điểm 2018 thì Vinamilk vẫn tăng 10 lần từ cái giá đó. Dạ. Thì những cổ phiếu tốt, những cổ phiếu tăng trưởng thì nó vẫn sẽ tăng giá về mặt dài hạn thôi. Đây có phải là cái phương châm mà anh muốn mang lại qua cái công ty Take Profit của anh không? Thực ra là mình cũng rất là mong muốn là làm sao để có thể là đầu tiên là nâng cao được cái mặt bằng chung về mặt kiến thức cho các nhà đầu tư tham gia trên thị trường. Và cái thứ hai nữa, có thể cung cấp những cái công cụ phân tích hữu ích về mặt data dữ liệu, về mặt cảnh báo, về mặt tín hiệu thị trường. Đó thì Take Profit cũng luôn luôn là ấp ủ những cái dự định là như thế. Cái quá trình mà anh tách ra và làm Take Profit á, có cái giây phút nào mà anh cảm thấy rất là tự hào về cái công việc mà mình đang làm không? Nói là tự hào thì anh nghĩ là nó cũng sẽ là một cái quá trình. Một cái quá trình, bởi vì là thường thì ví dụ bọn anh cũng hay làm những cái chuỗi video, chuỗi livestream chẳng hạn, rồi thì tổ chức những cái khóa học cho những nhà đầu tư mới chẳng hạn, thì thực ra là cái sự tự hào đấy nó đến rất là từ từ, rất là đều, từ những cái lời cảm ơn, từ những cái feedback của rất nhiều anh chị em nhà đầu tư mà tham gia những khóa học đó, hoặc là đóng góp những cái thông tin cho họ để họ có thể là ra quyết định một cách tốt hơn. Anh còn nhớ cái khoản đầu tư đầu tiên đấy là bao nhiêu tiền, và khoản đầu tư đấy đem lại lợi nhuận cho anh hay là nó là một khoản đầu tư mà giờ đã bay mất rồi? Thực ra nói là để thường thì nói là nỗi đau thì nó sẽ nhớ hơn, thì nó cũng là một trong những khoản đầu tư, tức là gọi là lãi tạm tính là cũng rất là khá, bởi vì thời điểm đấy là mình cũng mua cổ phiếu đấy và cũng đã lãi đâu đấy khoảng gần 40%. Ồ, trong vòng bao lâu ạ? Đâu đấy trong vòng khoảng độ tầm 4-5 tháng gì đó. Nói chung là sau đó thì mình cứ hâu và dần dần thì cổ phiếu đấy nó lại quay đầu nó giảm, và mình vẫn bị nó gọi một cái trạng thái, nó là
bias, tức là nó bị thiên lệch quá về những cái phân tích của mình, Ừ. và mình không đánh giá lại được những cái rủi ro mà nó đang gặp phải. À, cuối cùng là mình lại thành loss hơn 50% từ cái case nào. Anh có thể bật mí là cổ phiếu nào Cổ phiếu đấy là cổ phiếu Vinasun. Mình cũng không ngại chia sẻ cái đấy đâu, bởi vì là thời điểm đấy là mình đầu tư vào Vinasun thì trước đấy nó vẫn là một cái doanh nghiệp mà tăng trưởng rất là tốt. Ừ. Thế tuy nhiên thì bắt đầu Uber, Grab xuất hiện và Yeah. cái sự cạnh tranh nó diễn ra, và mình không đánh giá được đúng cái Tiềm lợi thế năng cạnh của tranh của Vinasun nó đang bị phá vỡ một cách mạnh mẽ, nó làm cho cái sự sụt giảm của cổ phiếu cũng như là lợi nhuận của Vinasun nó sụt một cách kinh khủng. Hiện tại anh Linh đang có những cái nguồn thu nhập nào? Hiện nay thì nguồn thu nhập chính của mình nó là những cái công việc liên quan đến take profit. Nên ngoài ra thì mình cũng có đầu tư ở lĩnh vực chứng khoán. Dạ. Đó thì mình có hai nguồn thu nhập chính đó thôi. Nhưng mà nói chung là đầu tư bao nhiêu thì cũng về đưa vợ hết rồi. anh Linh có con luôn mà đúng không? Đúng rồi, mình vừa mới sinh một cháu. Không biết là lên hình không biết mắt có thâm không, dạo này cũng Mất ngủ chăm phải con. chồng con hơi nhiều. Ok, thế thì bây giờ em nghĩ là cái câu chuyện tài chính cá nhân của anh Linh chắc nó cũng thành câu chuyện tài chính gia đình luôn á. Thì mình sang cái phần tiếp theo của chương trình, đó là tiền nhiều để làm gì. Anh Linh còn nhớ cái tháng lương đầu tiên của mình anh tiêu vào việc gì không? Tháng lương đầu tiên của mình thì mình mua quà cho gia đình. Thế mình nhớ là mua được cho bố mẹ, cho bác. Đấy, mỗi người một cái áo. Thế cảm thấy rất là vui. Nó không đáng bao nhiêu cả. Sau đó thì mình chi trả những cái sinh hoạt phí của mình hàng ngày. Đợt đấy lương cũng không có nhiều. Thì sau đó thì đâu đấy vẫn dôi ra được một ít để cho thằng cu em nó học đại học. Đấy. Thì đấy Chăm là lo tháng được lương đầu cho tiên. nhiều nhiều cho gia đình ấy chứ đúng Thì đợt đấy thì cũng chưa yêu đương gì, cũng không có tình phí mấy. Xong rồi yêu xong thì thôi thì em và thôi bố mẹ hỗ để lại cho gia trợ đình. nốt nó. Có thứ gì anh Linh mua rất là đắt tiền nhưng mà thấy đáng Đắt tiền mà thấy đáng thì chắc là có ngôi nhà của mình không? Ngôi nhà. thôi. À, nhà gia đình mình đang ở. Dạ. À, thì đại loại là mình ở một cái căn chung cư. Dạ. Thì sau đó là mình ông bà lên chơi rồi có cháu nhỏ thì vợ chồng mình quyết định là mua thêm một cái căn nữa ở bên cạnh. Sau đấy thì không lâu thì nhà mình lại có một em bé. Nó rất là đúng cái thời điểm mà mình cần lúc đấy. Dạ. Mình cảm thấy là đấy là một cái quyết định mà mình cũng cũng thấy rất là hợp lý và cũng may mắn ở thời điểm đó. Dạ. Thế ngược lại thì có thứ gì anh mua rất đắt tiền nhưng mà lại thấy phí Nhiều chứ. không? Nói chung là mình rất là thích giày. Cũng có những cái đôi mà mình cũng rất là thích và nó cũng chả phải rẻ lắm, nhưng mà mua thì có khi nó chỉ sướng sướng đâu đấy trong khoảng một tuần đấy, nhưng xong thì đi Sau một đấy tháng lôi ra đi độ đôi lần kiểu vậy. cái giá trị tận hưởng món đồ đấy nó bắt đầu giảm dần đúng Đúng. không? Nhưng mà nếu mà gọi như là một cái sở thích rồi đúng không anh? Thì nó Cũng 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 khá là thích, nhưng mà đợt này thì cũng kiểu có thêm cháu nữa cũng đỡ thích hơn cái cách mà anh Linh tiêu tiền bây giờ với cả cách mà tiêu tiền lúc 20 tuổi chắc nó cũng khác nhau nhiều. Như anh chia sẻ là bây giờ kiểu có gia đình có con rồi thì cái khẩu vị tiêu tiền của anh nó cũng ít hơn và an toàn hơn đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói hơn về cái cách mà anh chi tiêu hoặc là cách mà gia đình anh chi tiêu tại thời điểm hiện tại. Hàng tháng thì anh Linh có gọi như là biết được chính xác là mình và gia đình mình cần phải tiêu những khoản nào và bao nhiêu Những cái khoản mà chi tiêu hàng ngày ấy thì mình thường là mình cũng ủy thác cho vợ mình hết. không? Đấy, nhưng mà mình cũng áng áng được một cái khoản nhất định, tức là nó cũng chỉ loanh quanh cái tầm đấy thôi. Dạ. Thế thì thông thường thì mình cũng thường chia ra làm mấy cái mục chính. Một là đầu tiên là mình sẽ làm cái khoản mà chi tiêu hàng ngày. Hai là mình cũng thường để ra một cái khoản dự phòng. Một khoản dự phòng đại loại nó có tính thanh khoản rất là cao, và thường là mình sẽ là để tiền gửi. Ít nhất đâu đấy nó sẽ đảm bảo được khoảng tầm 6 tháng để chi tiêu cho cả gia đình. Bởi vì chẳng may mà nếu mà có một cái gì bất thường, mà ví dụ như là mình bị take profit đuổi anh em Là trong sao công nào cũng bị ty, đuổi. founder được bình thường. Đấy, rồi thì ví dụ vợ mình thì chẳng may cũng lại bị đuổi việc do kiểu suy thoái kinh tế gì gì đó, Dạ. thì ít nhất là mình cũng còn 6 tháng để mình có thể là gì chi trả cho những cái sinh hoạt phí hàng ngày đó, để ít nhất là có thể tìm một cái công việc khác hoặc nguồn thu nhập khác. Dạ. Thế sau đó thì mình mới dành một phần nữa là mình sẽ dành để cho những cái khoản liên quan đến mục tiêu dài hạn.
Ví dụ như là cũng có mong ước là được đi, hai vợ chồng đi châu Âu đó. Rồi thì hiện nay thì mình cũng đang ở trên cao thì mình cũng hy vọng là sắp tới thì cũng có một cái bất động sản ở dưới đất đó. Rồi thì đấy là những khoản dài hạn, thế xong cuối cùng thì mình trích ra một phần để mình đầu tư. Đầu tư thì bây giờ thì gần như là mình đầu tư chủ yếu là chứng khoán thôi, còn còn nếu như mà cũng trong mục tiêu cũng trong đầu cũng có đâu đấy chắc khoảng 2-3 năm nữa thì cũng sẽ đầu tư thêm bất động sản. Cái phần đầu tư ấy thì mình sẽ nói thêm ở phần sau đi, nhưng mà bây giờ em muốn hỏi thêm thì từ cái lúc mà có con đến giờ ấy thì cái cách suy nghĩ của anh về về tài chính, về cách quản lý chi tiêu các thứ nó có thay đổi không? Tại vì em gặp rất nhiều người bây giờ có con và họ suy nghĩ về các khoản chi tiêu ấy theo đơn vị là tiền học cho con Mình không tiền học cho con đúng không? là có những người kiểu cũng chơi chứng khoán, cũng đầu tư chứng khoán và sau đấy có một số ngày thì họ lên văn phòng và họ nói là ôi hôm nay đầu tư chứng khoán đủ tiền một năm học cho con rồi. Thì không biết Một là ngày đúng không? Đủ tiền một học một năm ngày đúng không? Sau sau đó thì sau đó thì con không được đi học con không được đi học nữa. thất học đúng không? Bố đi thất nghiệp. Thực ra thì khi mà mình có gia đình, đặc biệt là có cháu nhỏ thì cái tư duy thông thường cũng sẽ hướng tới cái an toàn hơn nó, chứ còn cái khẩu vị rủi ro nó cũng sẽ khác hơn. Hồi xưa, hồi xưa mà chưa có gia đình thì phiêu lắm, của anh đầu tư chứng khoán thì margin rồi đòn bẩy các thứ tới loe, rất là khiếp, quay chết đinh các thứ. Nhưng mà bây giờ thì thường mình sẽ phân bổ ra một cái phần tỷ trọng, là thường những cái tài sản nó có tính là phi rủi ro nó cao, thế sau đó thì mình mới phiêu. Rồi thì cũng tùy trong giai đoạn thị trường thì mình cũng sẽ phân bổ tỷ trọng nó khác nhau. Ví dụ giai đoạn mà đao chen như thế này thì thường mình cũng chỉ văn nghệ văn gừng một tí thôi, cũng có, còn lại là cơ bản vẫn để chẳng hạn tiền mặt và chờ cơ hội. Thường thì nó sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về mặt tài chính. Ví dụ như khi mà vợ mình mới sinh chẳng hạn thì thường mình sẽ tìm hiểu một cái khoản bảo hiểm nào đó để mà gọi là hedging rủi ro đi. Tức là nó cũng chỉ cùng lắm mà con ốm con đau mà vào viện các thứ thì nó cũng chỉ mất tầm đấy hoặc là hơn một chút xíu thôi, bởi vì là trẻ con thì nó cũng hay ốm. Thế Đúng thì mình lấy ví dụ là đứa đầu của mình thì mình mua một cái bảo hiểm gọi là đứt đoạn đấy, tức là bỏ ra một cục một năm là mất luôn rồi. đấy. Nhưng mà nếu mà có vấn đề phát sinh gì về sức khỏe thì gần như sẽ được chi trả toàn bộ. Nó Thì cũng là năm đầu thì một chả làm sao cả, ôi nhưng mà năm thứ hai thì gần như là mấy tháng đầu cũng như là đóng hộ khẩu trong viện đó. Thì lúc đấy mới 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 thấy là cái quyết định đấy của mình là chính xác đó. Và cho nên là thường sẽ có khẩu vị rủi ro nó sẽ thiên hướng là an toàn hơn khi mà có gia đình. Với cái tình hình kinh tế như hiện tại và trong tương lai gần ấy thì anh có nhận định gì mà có thể chia sẻ với các bạn xem để mà mọi người nắm rõ được hơn cái bức tranh toàn cảnh về kinh tế và những cái vấn đề hoặc là có thể là có những cái cơ hội gì đấy sẽ đến trong thời gian tới. Thực ra thì mình nghĩ rằng là luôn luôn là có những cái cơ hội ở trên thị trường tài chính, và đặc biệt là mình thì mình luôn luôn cảm thấy may mắn bởi vì mình sinh ra ở Việt Nam và mình lại được tiếp xúc từ thị trường tài chính từ khá là sớm. Tại sao lại cảm thấy may mắn? Bởi vì là thực ra là nếu như mà giả sử mình sinh ra ở Mỹ chẳng hạn, thì khi mà mọi thứ nó đã đi vào khuôn khổ, mọi thứ đi vào quy trình quy chuẩn hết rồi thì nhiều khi cơ hội nó lại không có nhiều. Thế nhưng mà mình lại sinh ra ở một cái đất nước mà đang phát triển, và thực sự là nếu mà mình chỉ đơn giản mình nhìn nền kinh tế của mình so với 10 năm trước đây, thị trường chứng khoán của mình so với 10 năm trước đây, thì rõ Thay ràng là đổi quá mình nhiều. đã thay đổi quá nhiều. Hay là mặt nhìn thấy bộ mặt của Hà Nội, bộ mặt Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là khác rồi đúng không? Thì rõ ràng là 10 năm sau mình vẫn tin là Việt Nam vẫn sẽ là phát triển. Thế thì thị trường tài chính cũng thế, thì nó sẽ đi theo nền kinh tế. Cho nên là về mặt dài hạn thì có lúc lên và có lúc xuống, nhưng mà thường thì đáy sau nó bao giờ nó sẽ cao hơn đáy trước. Có thể bây giờ chúng ta thấy đang được chứng kiến những cái cơn bão của thị trường tài chính, ở coin, ở bất động sản, ở chứng khoán, mọi thứ đang rất là bết bát với các nhà đầu tư. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó nó cũng không thể nào giảm mãi được, và nó sẽ có một cái điểm cân bằng, và đó nó sẽ là một cái điểm mà mình tin rằng thì khoảng tầm 3 đến 5 năm nữa thôi thì cái điểm cân bằng của nó sẽ cao hơn ở thời điểm bây giờ. Thì mình nghĩ rằng là bạo phát mà bạo tàn thì lại có bạo phát thôi. Thì quay trở lại là về mặt dài hạn thì nhìn thì nó lại là cơ hội dành cho những người cầm tiền và đang muốn đầu tư. Lúc nãy anh Linh có chia sẻ là sắp tới anh cũng muốn có một cái mảnh đất đấy. Thì cái suy nghĩ đấy nó đến với anh như thế nào và
Đối với các bạn trẻ bây giờ khi mà họ nghĩ đến câu chuyện mua nhà hoặc là đầu tư bất động sản thì cái cách họ nên tiếp cận cái vấn đề đấy như thế nào ạ? Đầu tiên là tại sao mình lại có cái suy nghĩ là mình đầu tư bất động sản, bởi vì thực ra là nếu mà nhìn lại cả một cái quá trình phát triển của thị trường bất động sản thì mình thấy rằng là về cơ bản là những cái cơn sốt của thị trường bất động sản thì mỗi lần thì thường nó sẽ tăng giá có khi 30, 50, thậm chí là 100%. Nhưng mà sau mỗi cái cú mà ví dụ như là trải qua cái bong bóng đấy thì thường thị trường điều chỉnh cũng chỉ khoảng 10, tức là cái giá bất động sản điều chỉnh khoảng 10 đến 20% thôi thì nó sẽ cân bằng. Tức là về mặt dài hạn là thị trường bất động sản là sẽ luôn luôn là tăng giá. Và thường thì bất động sản là cái thứ mà chúng ta cũng có thể là nhìn thấy được, cũng có thể cầm nắm được. Thì nhiều khi là đi qua thấy cũng khoe với gia đình là ở đây cháu có mảnh này đấy đấy, kiểu về cũng hao ai với lại họ hàng gia đình một tí. Ra đấy là phần phụ thôi, nhưng mà về mặt dài hạn thì bất động sản là một trong những cái lớp tài sản mà mình nghĩ là nên nên có để phân bổ trong cái danh mục trong cuộc đời mình. Nhưng mà có thể với nhiều người trẻ như bọn em ấy thì khi mà nghĩ đến đầu tư bất động sản thì mọi người sẽ khá là e dè bởi vì nó đòi hỏi một cái số vốn khá là lớn. Dù gì thì nó cũng phải có một sự tìm hiểu nhất định về mặt pháp lý và về những cái thông số của dự án. Thì bây giờ để mà cho người trẻ tiếp cận được cái hình thức đầu tư bất động sản một cách gọi như là dễ dàng hơn ấy thì anh nghĩ là có những cái hình thức đầu tư nào? Đúng là như An nói, tức là để mà đầu tư một bất động sản thì cần quy mô vốn rất là lớn, và đặc biệt là những cái người trẻ khi mà chẳng hạn mới ra trường chẳng hạn mà muốn đầu tư bất động sản thì gần như mà bây giờ mà vay nợ rồi thì phải còng lưng để mà trả lãi, không dám ăn không dám tiêu, và có khi phải đến năm 30 tuổi mới trả xong được cục nợ đấy thì có khi cũng chả tận hưởng được cái Gù hết gì của lưng từ từ rồi. trẻ rồi. Thì mình nghĩ rằng là bây giờ cũng có rất nhiều hình thức để đầu tư, ví dụ như là các cái quỹ đầu tư tín thác về bất động sản chẳng hạn. Thì cái này là một cái hình thức mà mình nghĩ rằng là nó cũng là win-win giữa cả các cái nhà đầu tư cá nhân cũng như là những cái tổ chức mà phát Phát triển triển bất động cái sản. bất động sản. Thì cái quỹ tín thác bất động sản thì đại loại nó là thế này, tức là nếu như mà một cái doanh nghiệp mà họ muốn phát triển một cái bất động sản nào đó mà họ không đủ vốn, hoặc là họ không muốn vay vốn từ ngân hàng, thì họ có thể là huy động được từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua việc là phát hành cái quỹ, huy động cái quỹ và phát hành những cái chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư cá nhân. Đại loại là một cái bất động sản đấy, ví dụ như ông phải đầu tư 100 tỷ thì ông sẽ chia ra thành những cái chứng chỉ nhỏ và mỗi cái chứng chỉ đấy trị giá bao nhiêu tiền. Thế sau đó là ai muốn mua thì có thể là gì, mua chứng chỉ quỹ đó. Rồi thì khi mà cái bất động sản đó mà nó bắt đầu là nó hình hài, nó thành hình hài, nó đem lại dòng tiền cho cái quỹ đó thì họ sẽ phân chia theo cái lợi nhuận của cái dòng tiền mà bất động sản đó nhận được, ví dụ như là từ bán chung cư hoặc là từ việc là cho thuê những cái resort hoặc là hotel nào đó, thì nó sẽ trả theo dòng tiền. Và thông thường thì với những quỹ đầu tư bất tín thác như thế thì 90% dòng tiền là sẽ trả cho các nhà đầu tư, còn lại 10% dùng để duy trì những cái quỹ. Thế thì mình nghĩ rằng là cái quỹ đầu tư tín thác bất động sản cũng là một cái sản phẩm nó cũng khá là hay, bởi vì là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thì cũng có thể đầu tư được, hoặc là những cái tổ chức mà quy mô vốn vừa và nhỏ thì cũng có thể tổ chức đầu tư được. Rồi thì về mặt gọi là doanh nghiệp thì họ cũng không bị phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn của ngân hàng và trả lãi khá là cao, thì họ có thể huy động được từ nguồn lực từ nhà đầu tư cá Cá nhân. nhân. Còn về xã hội thì mình nghĩ rằng là nó cũng tận dụng được cái nguồn lực xã hội và nó cũng không không làm cho hệ thống ngân hàng nó bị quá tải. Đó, bây giờ thì đa phần là tín dụng thông qua ngân hàng là chính. Đấy, thì nó cũng sẽ là một cái sản phẩm rất là hay. Thì mình nghĩ là nên chọn những cái nhà phát triển bất động sản mà uy tín, nó có thương hiệu, thì mình nghĩ là sẽ yên tâm hơn khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó. Nó cũng là một cái cách để mà mình gửi tiết kiệm tiền của mình vào trong một cái thị trường mà nó có cái khả năng tăng trưởng ok đúng Nó cũng là một hình thức đầu tư thì đúng hơn, không anh? vào bất động sản, nhưng mà nó lại là gián tiếp thông qua một tổ chức khác. Mà em cũng thấy cái quỹ tín thác đầu tư bất động sản nó cũng là một cái hình thức mà đã khá là phổ biến ở các nước phương Tây, các nơi mà thị trường tài chính nó cũng phát triển hơn á. Tiếng Anh của cái sản phẩm này là Real Estate Investment Trust, thì cái cụm từ này là em đã nghe đấy cái hồi mà em còn đi học đại học ở bên kia rồi. Thì thực ra là thường thì anh thấy là những cái sản phẩm tài chính ấy, nước ngoài họ phát triển rất là
rất là tốt và họ luôn luôn là tối ưu được những cái nguồn lực của xã hội. Có những người người ta có vốn nhàn rỗi nhưng mà người ta lại không có kiến thức để đầu tư, hoặc là người ta không biết đầu tư vào đâu. Dạ. Rồi thì có những cái đơn vị, những cái doanh nghiệp mà họ họ có khả năng đầu tư, họ nhìn thấy cơ hội nhưng mà họ lại không đủ vốn. Dạ. Đấy thì có thể là nó sẽ mesh nhau giữa những cái cần và cái mà những cái người kia có thể cung cấp với nhau và tạo thành cái sản phẩm. Ok. Lời giải cho bài toán tác dụng đầu tư của người vốn nhỏ đó chính là VMI, là công ty cổ phần quản lý và đầu tư bất động sản do tỷ phú Phạm Nhật Phượng là cổ đông chính chiếm 90%. VMI đầu tư bất động sản thấp tầng Vinhomes đang có sẵn hoặc được hình thành trong tương lai, chỉ mỗi căn làm 200 phần chỉ từ 38 triệu trên một suất đầu tư được tham gia đầu tư bất động sản thấp tầng, kênh giữ tiền an toàn và hấp dẫn nhất với người Việt. Fantasy Home, an toàn như tiết kiệm, lợi nhuận như đại gia. Chắc là mình sẽ chuyển sang phần cuối của chương trình đi. Phần này chắc là anh Linh thích nhất đây. Phần này liên quan đến đầu tư, tiết kiệm hoặc là làm thế nào để mà tiền đẻ ra tiền. Em muốn hỏi anh Linh là anh thấy tầm quan trọng của việc đầu tư hoặc là tiết kiệm từ sớm như thế nào? Mình sẽ lấy cái lời khuyên của Warren Buffett, là một nhà đầu tư rất nổi tiếng. Ông có lời khuyên là hãy đầu tư sớm nhất khi mà có thể. Dạ. Là có thể là chúng ta khi biết đến đầu tư thì có thể là tuổi cũng hơi cao rồi, nhưng mà không bao giờ quá muộn để đầu tư cả. Bởi vì là nếu như mà thực sự là mình mà đầu tư một cách đúng cách thì có thể là nó sẽ cái yếu tố về mặt thời gian ấy, dạ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có một cái mức sinh lợi kép về mặt dài hạn, dạ, rất là khủng khiếp. Dạ. Nhiều khi là chúng ta nhìn Warren Buffett là một nhà đầu tư, một cái tỷ phú người Mỹ rất nổi tiếng mà có số tài sản cũng thuộc top 3 thế giới chẳng hạn. Ông có một cái lợi thế, đấy là lợi thế của ông là sống lâu. Thì ông càng sống lâu thì cái tài sản, cái dòng tiền của ông càng ngày càng khủng khiếp, và nó cứ tiền đẻ ra tiền, tức là cái lãi của ông lại cộng dồn vào gốc, sau đó là cái lãi cộng gốc đấy nó lại sinh lời tiếp, và nó cứ như vậy là thành cái hòn tuyết lăn, nó làm cho tài sản của ông sinh lời một cách rất là tuyệt vời. Và thực tế rằng là hơn 95% tài sản của Warren Buffett là hình thành sau tuổi 50. Điều đó cũng cho thấy rằng nếu mà chúng ta đầu tư được càng sớm càng tốt, tư duy đầu tư được càng sớm càng tốt, thì nó sẽ là một trong những lợi thế của chúng ta. Mà đúng là Buffett hồi xưa cũng bắt đầu đầu tư cũng khá là sớm mà đúng không anh? Anh nhớ là hồi xưa là năm 11 tuổi bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola. 11 tuổi? Xong rồi bác ấy bán đi xong rồi cổ phiếu Coca-Cola tiếp tục tăng mấy lần nữa. Dạ. Xong rồi mãi sau đến hồi sau 50 tuổi bác mới phục thù mua lại cổ phiếu Coca-Cola. Thì anh nhớ là cái khoản đấy là một khoản đầu tư rất thành công của Buffett. Mà ở Việt Nam 11 tuổi đã được đầu tư chứng khoán chưa? Anh nhớ là nếu như đủ thì phải là trên 16 tuổi. À, thế bây giờ cho những bạn 16 tuổi đang xem, để mà được cái Buffett thì họ nên mua cổ phiếu gì ở Việt Nam ngay bây giờ? 16 tuổi thì mình nghĩ là đầu tư, cách đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân nữa. Dạ. Học nữa. Đúng rồi. Theo anh thì các bạn trẻ ngày nay ấy, thì các bạn ấy còn nên xác định rõ được một cái số tiền cụ thể bỏ ra hàng tháng phục vụ cho việc tiết kiệm và cả đầu tư không? Cái đấy thì rất là nên, nhưng mà không nên theo một cái số tuyệt đối nào đó, mà nên theo cái phần trăm thu nhập của các bạn. Thì theo anh phần trăm như thế nào thì là? Thông thường thì mình sẽ chia ra làm, đấy, mình nói là những cái liên quan đến chi tiêu hàng ngày, và có thể là có những cái khoản dự trữ về những cái rủi ro mà có thể gặp phải, ví dụ thất nghiệp hoặc là bất thường gì đó, thì ít nhất mình có một cái thời gian để mình có một số tiền để sống đó. Thì đâu đấy thì có thể không phải 6 tháng, ít nhất phải 3 tháng để dôi ra một chút xíu. Thế sau đó thì nếu mà bạn ấy có mục tiêu xa hơn là đi du lịch ở đâu đó, hoặc là mua xe, hoặc là mua một nhà, thì chúng ta cũng phải để dành ra một ít để chúng ta cho mục tiêu dài hạn. Thế sau đó cuối cùng thì mình nghĩ là mới dành cho cái khoản đầu tư tài chính. Thì đâu đấy thì đầu tư tài chính mình nghĩ chắc khoảng độ tầm 20% tổng thu nhập mình nghĩ là ok. Anh Linh có lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ mà đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nhưng mà số vốn không nhiều không? Thực ra thì góc nhìn của anh là nếu như với một cái số vốn không nhiều, mình chỉ lấy ví dụ như bây giờ còn ăn còn trả đủ, thì đầu tư có nỗi gì. Thì thực ra là trước mắt thì mình không có tiền để mình đầu tư, thì mình đầu tư vào bản thân mình đã. Dạ. Là mình học đã. Mình đầu tư không nhất thiết là phải tiền bạc, để mình học từ những cái kiến thức đầu tư. Thì bây giờ thực ra là cái mạng xã hội nó phát triển rất là nhiều, và bây giờ thì người thầy lớn nhất là bây giờ là YouTube rồi. YouTube và Google thì cứ lên search thì bây giờ rất nhiều kiến thức đầu tư hay của những cái guru trên thế giới. Dạ. Thì anh nghĩ rằng là có rất nhiều cái để mà học.
Đó, thì còn đến khi nào mà đến một thời điểm mà mình cảm thấy mình có tích lũy được một chút chút rồi thì mình nên trải nghiệm. Đó, thì cái cách học mà anh nghĩ là hiệu quả nhất là vẫn sẽ phải là thực tế và đầu tư thôi. Nếu mà để anh Linh có một cái sự so sánh tổng thể nhất có thể đi về những cái hình thức đầu tư, mình so sánh trên các khía cạnh như là độ rủi ro này, tính thanh khoản này, khả năng sinh lời này, độ đảm bảo, thì anh so sánh các cái hình thức đầu tư hiện tại người như thế nào? Có thể là do anh làm lĩnh vực chứng khoán nên là anh cũng sẽ hơi bị thiên vị cho lĩnh vực của anh một chút xíu. Thì đối với anh thì góc nhìn là so sánh giữa ví dụ chẳng hạn như là coin này, ví dụ như là bất động sản này, ví dụ như là chứng khoán này, hoặc là tiết kiệm này, thì với anh thì vẫn sẽ là chứng khoán. Vì sao? Ví dụ như là về tính tính thanh khoản chẳng hạn, thì đấy, tính thanh khoản thì chứng khoán thì cũng cứ enter một cái là xong, là chuyển hóa thành tiền ngay. Chúng ta chọn cổ phiếu mà nó có thanh khoản mua bán được thì là nó sẽ rất là dễ. Đấy, cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta giả sử chúng ta muốn đầu tư bất động sản mà chúng ta số vốn chúng ta không lớn thì chúng ta có thể nghĩ đến đấy cái quỹ đầu tư tín thác kia. Còn nếu mà không thì chúng ta vẫn có thể là gì mua những cái cổ phiếu bất động sản trên sàn. À đúng rồi. Đó. Bởi vì bản chất là mình mua mua cổ phiếu là mình góp vốn vào cho doanh nghiệp. Là mình phần nào cũng tin tưởng vào cái ngành bất động Ngành bất động sản. sản. Đó thì đấy cũng là một cái cách đầu tư gián tiếp vào thị trường bất động sản thông qua thị trường cổ phiếu. Đó còn về mặt uy tín thì thực ra là thị trường chứng khoán là một cái nơi mà được nhà nước cấp phép và có những cái quy chuẩn quy định nhất định để đầu tư. Nó cũng không giống như là coin chẳng hạn, như ví dụ một số cái hiện tượng như thời gian gần đây ví dụ như là một số cái sàn tự nhiên biến mất chẳng hạn thì đấy thì cũng không được ai bảo Bao nhiêu vệ người cả. điều đứng? Thì dưới góc nhìn của anh thì chứng khoán nó vẫn là kênh mà sinh lời tiềm năng rất là tốt và tức là mình hoàn toàn có thể đầu tư với một số vốn nó cũng vừa phải. Bởi vì anh Linh là làm trong ngành chứng khoán ấy và cũng đam mê từ rất lâu rồi, thì em nghĩ là những cái chia sẻ của anh Linh chắc chắn là sẽ được nhiều các bạn quan tâm. Thì bây giờ bọn em có một câu hỏi rất quan trọng, đấy là anh hãy cho bọn em ba mã chứng khoán mà bọn em có thể để ý đến trong thời gian tới, hoặc là những cái phân tích của anh về những cái ngành mà trong thời gian tới sẽ là gần như là cái ngành mà có sự phát triển tốt. Thực ra là nếu mà gọi là ba chữ cái mà bây giờ tặng anh em thì chắc là có GTK là gửi tiết kiệm. Bởi Em vì đang nghĩ là mãi bởi vì là GTK thực ra là đến thời điểm này của thị trường ấy thì mình nghĩ rằng là rẻ thì cũng rẻ rồi đấy, là nhưng mà nói về cái gọi là cái thời điểm vàng để mà vào thị gì trường nhỉ? giai đoạn này mà để mà giải ngân tỷ trọng mà nó tương đối một chút Dạ. thì mình nghĩ là vẫn chưa phải cái thời điểm. Dạ vâng. Thì mình chỉ điểm qua một số những cái thông tin về mặt chẳng hạn về mặt vĩ mô thôi chẳng hạn, thì mọi thứ nó vẫn đang cũng có nó cũng chưa thực sự là nó ổn Dạ. đấy. Ví dụ về mặt lạm phát, về mặt rồi thì thất nghiệp các thứ, thì ví dụ như là An mà đọc ví dụ báo hôm qua chẳng hạn thì đâu đấy có khoảng hơn 20.000 công nhân ở Bình Dương chẳng hạn Dạ cũng vâng. vừa vừa bị sa thải. Rồi thì Twitter, Facebook, Amazon cũng vừa cắt giảm một loạt nhân sự. Dạ. Thì có thể là mọi thứ nó vẫn sẽ chưa thực sự là nó ổn ở thời điểm hiện tại. Ừ. Thì cái góc nhìn của anh thì anh cũng gọi là võ đoán một chút xíu thôi, thì có lẽ là nếu mà để ổn thì chắc khoảng tầm giữa sang năm Ừ. thì sẽ là một thời điểm cân bằng hơn, ổn định hơn thị trường để mình có thể giải ngân tỷ trọng lớn. Như anh có nói, tức là khi mà nó đến một cái hồi bĩ cực nào đó thì chắc chắn nó sẽ là một cái tương lai xa hơn, nó sẽ là một cái thời hoàng kim của những cái người mà có thể là mạnh dạn đầu tư trong cái giai đoạn tới. Đây là cơ hội vàng. Có thể là những cái quyết định của mình trong vòng khoảng 6 tháng nữa nó sẽ quyết định thu nhập của mình đâu đấy khoảng 3 đến 5 năm tới. Thì anh nghĩ là đây là thời điểm vàng cho những người cầm tiền. Trong cái nguy là cũng có cái cơ đấy đúng Đúng không ạ? Ok, chắc là cái câu hỏi vừa rồi sẽ là câu hỏi cuối mà An có cho anh Linh. Rất là cảm ơn anh Linh hôm nay đã đến với rồi. chương trình The Money Date và có những cái chia sẻ thực sự là bổ ích về không chỉ chứng khoán mà về những cái phân tích về kinh tế hoặc là những cái hình thức đầu tư mới cho các bạn trẻ, và những cái cách suy nghĩ để mà làm thế nào vượt qua được một cái giai đoạn mà có thể là đối với nhiều thị trường đầu tư nó là một cái giai đoạn khá là khó khăn. Thì em rất là cảm ơn anh Linh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Linh có lời chia sẻ cuối cùng gì cho các bạn không? Nói chung là rất là cảm ơn An và Vietcetera đã tạo điều kiện để Linh có thể là lên sóng để chia sẻ một cái phần nào những cái trải nghiệm của mình trong quá trình đầu tư cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ.
của chương trình. Thì hy vọng là những cái thông tin của mình chia sẻ cũng sẽ giúp ích mọi người ở một cái khía cạnh nào đó. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại.